Đây là con trai của nạn nhân nè quý ông bà cô bác. Tụi con xét nghiệm lại mà nhưng mà con đủ rồi ra dạ, dạ con mới ăn xong rồi, con mới ăn ở ngoài rồi. Dạ, quá dạ, dạ 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 con biết. Dạ 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 rồi con cảm ơn chú ha. 18 cây lúc nha. Cái tội lắm. Mà ông nỡ lòng đâu đâm cháu. Đâm cháu của cô gì? Anh bị đâm chết đó cô chú. Đâm chết. Đâm hai giác luôn ngay chân đây nè. Giờ chết rồi cha mẹ không ai thở. Nó có hơn 3-4 anh em mà đi xa lắm. Yeah. Con đứa con quá nhỏ. Ủa nhà Tám có gần đây không? Tám ở chơi Tân Phước á, huyện Tân Phước, ở chợ Tân Phước. Ở xa không mà đường dân. Ở xa ha. Ở xa. Rồi cô hay cái tin của anh đó là hồi nào? Cái đêm cho hay đó, mấy trong dòng họ đó cho chị hay là lúc đó là 1:30. 1:30 đêm á ha. 1:30 đêm, hồi đánh hồi giấc nào là gì không biết, nhưng mà ta cho chị hay là lúc đó 1:30. Dạ. 1:30 sáng á. Chắc bị đâm rồi, chắc lúc đó cũng khoảng 9-10 giờ vậy đó. Dạ. Cũng như không, lúc đó là trong gia đình trong điện thoại cho chú chị. Dòng họ đồ này kia chắc lúc đó để nó cho gì hay trễ. Bây giờ là chỉ tội là tội cho bé thôi. Tại vì có hai cha con mà bây giờ cha bị chết như vậy rồi thì mẹ, mẹ có chồng mẹ có chồng khác rồi. Còn ngoại thì nói chung bây giờ cũng không có làm cái gì ra tiền để nuôi hết trơn á. Nếu mà ngoại không nuôi vậy nuôi vậy. Dạ đúng rồi, bây giờ ai mà nuôi đâu. Có hai cha mẹ ngồi thờ. Cũng nhiều khổ lắm, nhà nước cho nha. Bây giờ ngày mai xong thì bé về ở với bên ngoại hả cô? Xong đám chắc ngoại nuôi. Chứ giờ ai nuôi giờ? Dạ. Bà ngoại hồi nãy đó. Dạ. Còn như gì là gì, gì của Tèo thôi. Dạ. Bà nãy là bà ngoại. Xin phép mấy chú cho cô trả lời thật cái trường hợp này. Bởi lẽ rằng ngày mai thì ngày mốt sẽ là chú con tôi là đại diện chú của ông Tèo Cao Hoài Thắng. Dạ. Vậy thì họ hàng bên ở ngoại tôi đại diện tôi là chú Năm Cao Hoài Phương. Vậy thì giải quyết rằng ngày mai ngày mốt sau khi tảo sau khi ngày thứ đám tang mở cửa mã của ông Tèo xong thì tôi sẽ cúng cơm hàng ngày, nhưng tôi cúng cơm tại nhà tôi ăn cơm tôi mời nó ăn chén cơm. Còn ở đây chiều tối tôi đốt nhang. Còn giải quyết theo cái lệ là chỉ giải quyết với ngày cúng cơm 50 ngày với 100 ngày với lệ là ngày mừng từng giáp năm mà thôi. Vì sao? Vì ba đứa em, anh em nó ở còn ở lúc ngoài tỉnh Lâm Đồng vậy, không thể điều kiện gì được. Còn riêng đứa cháu tôi, trước nay thì Cao Thái Lợi, con của thằng Cao vài tháng này đã cha mẹ ly hôn, rồi sống bà ngoại, rồi bà ngoại chăm sóc, trong đó có cha nữa đó nha. Hiện nay được học lớp 2. Vậy thì ngoài của khoảng cha mẹ bà ngoại lo thì cha nó có lo nữa, nhưng từ đây là cha đứt đi. Còn ông bà Năm cũng gần như cũng hạn chế học cho phép theo cái quy định của mình. Theo tôi thì ngoài cái ví dụ lúc trước là nghị định mấy đó hỗ trợ cho người neo đơn cô đơn gì đó, thì giờ nếu những chính sách mà sắp tới có tạo điều kiện giúp đỡ những đứa con cháu. Dạ gia đình này ở Tiền Giang á cô chú. Rồi thật đây tôi rồi, rồi con cảm ơn chú nha. Ở mười một mười hai cây à ha, một mười cây mười hai cây đầy xa mấy cây hai cây mười hai cây chạy chạy đi đây. Lúc anh Thắng ổng còn sống là anh làm nghề gì đó? Đi làm em muốn gì là mấy muốn mặn mấy vậy đó, làm hồ người đi làm gì làm mấy có tiền thôi. Cái lợi chuyện nhà có nhiêu đó cho ông già bà già ăn sao đó hết rồi, mất nhiêu đó hết rồi đó.
đây qua đây tội lắm. Cái đó là ông gì vợ đó. mẹ của Tèo á, thứ năm còn gì thứ tám, còn này thứ bác cũng là gì, con ông thứ bảy. Vậy là cô tám là trực chiến từ cái bữa mà mắc tới giờ luôn hả? Không, cô tám là chỉ là dịch nghe thôi, cho trực tiếp ông không có ý là cô tám ở đây từ cái bữa đó tới giờ đó không? Thì cái phía ở bên nhà của mà cái người đâm á thì có qua bên đây không? Có mình qua, có em qua, có vợ ta xin lỗi. Giờ qua mình vẫn xin lỗi ha. Lo đám ha. Con nghĩ là chắc là do cái xỉn rượu này kia rồi nên là xảy ra cái mâu thuẫn chứ. Chứ Tèo đó là cái người đâm Tèo đó là ông già nuôi luôn. Ừ. Thì đâu? Đó xe bả đó. Đó ngồi nè. Nó xây vụ thêm hả? Cơm cơm bả đi lần con hả? Ủa vậy hả? Cũng như ông già nuôi đó mà tại sao không biết chuyện gì mà vậy? Thì con cũng có nghe nói là hai cha con thương nhau lắm, có gì cho ăn cái đó. Đúng rồi, hôm qua bác xuống bác kể, rồi cha con cô Tèo là con cũng tắm rửa kêu bà nội định nổi. Cũng nghèo nữa, rồi bà bệnh ốm nhiều nhất, thì qua đây cậu có nói chuyện cũng thương lắm. Con chạy thuyền cũng đem cái đồ ra rửa con đó, đem qua đây. Thôi nó bệnh máu não rồi tụi mình bắt ra. Rồi bà nhà xỉu lên chưa thuốc hoài, rồi giờ gán, thôi bây giờ hơi gán về chích thuốc đi. Cái gì cũng lỡ rồi, chứ như để bệnh rồi tụi ngã bệnh rồi chết rồi về gác chích thuốc đi, lo bà tụi nghiệp tiếp, cái bà ôm người mới cái tụi nghiệp tiếp. Nói chung bên đó người ta cũng có lòng ha, tại vì cái sự việc này là nó xảy ra quá bất ngờ rồi. Bà có bà cô, có bên gia đình của Tèo kiểu như thấy vậy rồi cũng không có làm khó như vậy. Dạ đúng rồi. Làm đám được cũng yên vậy. Làm khó gì để giờ cũng qua. Nói chung bên nào cũng khó khăn hết trơn ha. Là nhờ cộng đồng mạng thương tình. Cái nói là khổ đến sao? Nhất luôn. Ở nhà khổ nhìn nhìn nhà cửa. Dạ. Không vợ không con. Thì bây giờ lấy giấy tội là tội cho bé Lợi thôi. Đó, bây giờ với bà ngoại. Bà ngoại giờ nuôi lúc già rồi làm gì có tiền nuôi nữa. Rồi lúc trước thì có ba rồi phụ hùng hợ rồi ví dụ đi làm rồi cho chút đỉnh vậy đó. Dạ. Đưa đi học. Còn bây giờ thì bà ngoại. Đây nó mặn nó nuôi con đó. Còn bà ngoại chỉ là tắm rửa vậy đó. Ở đây giờ anh em coi như giờ xong rồi không có người bắt con. Không có người cúng cơm chứ không có cơm luôn. Bởi vì còn hai người anh thì ở xa người anh làm luôn á. Đi về bán người ở đây thôi. Thì nói chung là ba mẹ của anh Thắng đã mất rồi. Rồi anh em thì ở xa không à. Thì đâu có thể nào mà cúng cơm đây được. Thì nói chung là bây giờ nếu mà anh Thắng mất rồi thì cháu thì đem về bên ngoại thì ở cái nhà này cũng như là nhà hoang rồi. Như ai thì tới đúc nhang. Còn nãy ông chú nó nói ông cúng cơm tại nhà ông luôn. Bảo ăn cơm ông giá nó chứ ông không có qua đây được. Dạ. Như ăn cơm mình cửa cháu rồi đốt. Bây giờ cơm giờ không ai đúc nhang luôn. Thiệt tình luôn. Ai đúc nhang nữa xong lắm rồi là sao không có cửa đóng nữa được. Không ai tới có cửa đâu đóng. Nhà nó có cửa đóng đâu. Con có thấy có cái cửa nào đâu. Ừ. Có cửa luôn, bỏ qua. Nội cái nhà mà không có tô được cái gì nữa nè. Nói chung là nhìn nó. Có ôm mối chờ bờ chờ bá mới được đó. Ừ. Cái tội kiểu như buồn không vợ không con á. Dạ. Buồn dữ lắm. Theo như cô là cô đóng cái suy nghĩ của cô là nó đã vậy nó buồn lắm. Nói chung là nằm đêm hơn có mình. Tội là không có tiền nghèo khổ buồn. Cha mẹ thì chết mà bây giờ mấy đứa nghe người vũ mãi vợ có chồng khác rồi cái tới nuôi bà vợ bởi mà vợ thương lắm. Dạ. Theo như ta thì ta đâu tới nói chung này người ta đúng rồi. Bởi vậy nó đàng quá đâu có ai biết là gì ai ghét bỏ nó tồn tại xong âm này ông xui nói ông xui nói sao mà làm cái gì thế thì ông giận cũng nó dài bàn tay cũng được đi em ông đâm con không hiểu sao ha. À, phải chim mà có cái ông già nuôi nữa nó lên nó lại nó ăn cơm ở nhà đó lên nữa bà già nuôi cái thằng lên trở là mẹ bà tắm rửa cho mẹ luôn. Dạ. Mặt trời đó biết là gì vậy. Ông già nuôi á có có người con đây nữa nè con mẹ qua đây một chiếu luôn lớp nào bạn mà ba giết bạn mà lại giờ ba trong tù rồi cái thằng nãy mới hồi trước anh ông làm vậy hại rồi gia đình bên kia cũng nghèo phải đi dây tiền khổ lo làm lá cái đâu làm bên kia cũng nghèo mà bả bệnh mà thôi gì thằng thiếu máu não gì đâu rồi tim
bà ông dương nhắc hành đó, ông dương dữ rồi. Còn bà phải chạy tiền, bà lo ở đây. Rồi cái bà không có tiền, bà chạy không thấy cũng tội rồi. Thế nào mới nói chị về gì gác cái thứ đó. Thì em để có gì xỉu là chết, dòng gì cũng nó lỡ rồi. Dạ. Bà vô tù rồi chị với nhà phải lo cho chị mà chết cái nữa, bỏ mấy nhỏ. Dạ. Thấy tội nghiệp lắm. Ngày qua nào ngay có lợi đây, có đứa con nữa. Rồi có bà cô cũng lợi người tâm nỉ vậy đó. Đằng này thì nó ngay mua một trang thì nó không có làm khó làm dễ. Giờ cái gì đi lỡ rồi không làm giải quyết chứ bên thấy bên đây thấy cũng khổ và bên kia cũng khổ. Nói chung bên nào cũng khổ ha. Bên đây thì cái người kia, người này thì mất, còn bên kia thì người kia đi tù. Mà bên kia giờ cũng khổ. Rồi hai gia đình thì cũng đều khổ hết trơn. Rồi mà cái gia đình bên kia người ta cũng qua đây, người ta xin lỗi, người ta cũng bồi thường, mà người ta cũng chạy tiền chứ không phải người ta không có tiền. Người ta chạy tiền. Đi dai đem qua đây. Dạ. Nói chung là cũng là đã xoa dịu một phần nào của gia đình bên đây rồi. Tại vì không có cái mâu thuẫn gì chứ, chắc là do nhậu say quá rồi sao. Tại vì bị động kinh thân với lại người ta cũng thắng. Dạ. Nghe nói ông bị động kinh. Bị động kinh ha. Được có giấy nhà mà hôm qua khám bác sĩ bị động kinh. Rồi ông có gì thì mình làm muộn quá nhiều cái gì đó. Khiến xương sao vô đâm nhỏ. Cái xương gì đâu. Chứ phải giận quýnh nó mấy bậc cà tay hay gì vậy cũng được thôi ha. Một cái mà cái mọi không nghĩ đó, bắt đầu cái rút ra cái thứ một cái lần ra hai cái nữa. Cái bên đây cái đây nói chung ở đây tại sao bệnh viện quá với chở xe hông đa dần nè, chứ theo mà ở gần không xa quá ở đây xa quá và lại nó mất máu quá nhiều á, mất máu nhiều quá nó đậm lợi á, nó ứ lợi trong trong tim hoặc giảm bỏ cái cháu tình ra nó tắt thở nó dạy vậy nó dạy nó nói là nó mệt quá thành giờ nó mệt đi thành ở bên đây. Rồi ông càng bắt đầu ông còn cầm cái dao cháu đâm cái đùi luôn, trong đá nó vô luôn vô giòn. Ông càng nó cháu bắt đầu đâm người cuốn cho đùi ông luôn. Mà nói chung nó cứ mình không ngon khổ. Như cái hồi đó nó có biết cái chừng tỉnh lợi hết hồn. 2 giờ báo cha báo gia đình bên đây rồi bên kia luôn, giờ không có tiền phải chạy lo đâm tèo rồi mà có nó đi mai được 3 mũi cái bà xã mới nói ông đâm nó rồi nó có chết nó tâm nó tù nó không chọn tao mai có 3 mũi mà làm giữa tù điếng hồn rồi đã điếng tên mà sự thật sáng ngày thì tèo chết chết đêm đó luôn chứ sáng đêm nó bạch luôn mà cũng khổ lắm. Thấy bà thấy nghiệp. Rồi cũng như qua cái sự việc này cho chúng con cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của mình ha. Dạ. Thì, cảm ơn các đồng bạn với cháu. Dạ. Cảm ơn cầm nước giúp đỡ gia đình. Hiện nay thì Thái đang đứng ở phía sau nhà. Thì Thái sẽ quay cho quý bà cô bác xem cái nơi an nghỉ cuối cùng của anh Cao Hoài Thắng nha. Thì thật ở đây thì nói chung là chôn ở phía sau luôn á quý bà cô bác. Ở đây hiện nay là cái phần mộ của anh Thắng thì cũng đã hình như là xây xong rồi. Thì người ta đã che cao su lại để cho mưa nó đừng có vào. Thì ngày mai thì tầm khoảng 5 giờ chiều thì sẽ làm lễ động quan cho anh luôn và đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Thì qua cái câu chuyện này thì thật sự mà nói thì rất là buồn. Thì theo gia đình chia sẻ thì anh Cao Hòa Thắng này thì ở đây thì cũng công việc thì cũng không có ổn định. Thì hai cha con thì cũng được ông bà ngoại cũng đi tới đi lui, có cái gì thì cho ăn cái đó. Thì thật sự mà nói thì anh Cao Hòa Thắng này thì cũng rất là thương mẹ vợ. Dù khi mà hai vợ chồng đã ly hôn lâu rồi thì anh ấy vẫn tới lui để thăm hỏi mẹ vợ, cha vợ. Và có những cái món ngon vặt lạ gì đó thì cũng đem đến cho
ba mẹ vợ ăn. Vì vậy anh Thắng đã được nhận được cái tình thương của mẹ vợ rất là nhiều. Thì khi mà anh Thắng mất rồi thì cháu Lợi sẽ được bà ngoại đem về nuôi. Thì theo thông tin mà Thái được biết thì hiện nay thì gia đình bên ngoại thì cũng khó khăn. Thì ông bà ngoại thì cũng lớn tuổi rồi. Nên là cái khả năng nuôi cháu thì Thái cảm thấy là nó cũng không có được tốt. Vì vậy nếu mà quý ông bà cô bác nào mà có thể là mở được tấm lòng vàng của mình thì có thể là hỗ trợ cho bà ngoại, giúp một phần nào đó để tiếp tay cho bà ngoại để mà nuôi bé lớn hơn, để mà bé có thể là có đủ điều kiện để đi học. Thì cháu hiện nay là rất là nhỏ, hiện nay thì cháu vẫn chưa có hiểu được cái vấn đề là cha của mình đã mất. Thì khi mà hỏi tới thì bé chỉ nói là cha con đó, cha con ở đó. Thì rất là tội luôn quý bà cô bác. Thì vừa qua thì Thái cũng đã gửi cho quý bà cô bác một cái clip về một cái trường hợp, đó chính là người cha bị đâm để lại đứa con thơ mồ côi. Thì mong là quý bà cô bác hãy cho Thái xin một like, một lượt chia sẻ cũng như là một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho Thái nha. Và bây giờ thì Thái xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà cô bác ở những clip tiếp theo ạ.